bởi sự thật khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng ta đừng cố tự lừa mình. Chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả. Con người sẽ luôn tìm được cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm, những việc họ muốn làm. Mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết. Phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt. Vậy nên, hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình, những người mạnh mẽ không sợ phải nói không, lúc cần thiết. Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Thế giới không nợ bạn điều gì. Thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế, hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy. Bạn toàn tự lấy cớ cho mình. Thôi tìm kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi. Người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước. Hành động của bạn định nghĩa con người bạn, chứ không phải suy nghĩ của bạn. Biết suy nghĩ, lên kế hoạch trước là việc tốt, thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế. Không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn, trừ bạn. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần. Chúng đều là những sự thật khắc nghiệt mà chúng ta thường tìm cách chối bỏ, nhưng đã đến lúc dũng cảm đối mặt với chúng rồi.